Ba câu nói của kiểu đàn ông nghèo bền vững, cuộc đời không thể nào khá lên được. Kính thưa quý vị, chẳng có ai tự nhiên mà thành công cả. Bạn cho rằng người ta ăn may, nhưng điều bạn không biết đó là người ta vì kết quả của hiện tại mà đã phải thức bao nhiêu đêm, chịu áp lực nhiều như nào. Người ta làm gì có quý nhân trợ giúp, còn tôi thì sao? Đàn ông đừng bao giờ ngụy biện cho sự thất bại của chính mình. Thay vào đó thì hãy tìm phương pháp cho thất bại đó. Càng đừng so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi loài hoa đều có thời gian nở khác nhau, nên mỗi cuộc đời cũng có những tiết tấu khác nhau. Nếu đàn ông lúc nào cũng tìm lý do cho những thất bại của mình, thì chắc chắn bạn sẽ càng cảm thấy bí bách hơn mà thôi. Bạn hãy biết rằng ông trời luôn giúp đỡ những người tự biết giúp chính mình. Khi bạn từ bỏ, người khác có muốn giúp thì cũng không biết giúp cách nào. Thế nên anh buộc phải là người chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Đừng tìm cớ cho sai lầm và những thất bại của mình nữa. Cứ như vậy, cuộc đời của bạn càng bị hủy hoại hơn mà thôi. Hãy giắng tay áo lên, đừng phụ chính mình, hãy cố gắng hết mình. Tôi không muốn vất vả như thế, giờ tôi cũng đang ổn rồi. Cuộc đời chính là quá trình không ngừng đưa ra những quyết định. Tương lai của bạn thực ra đều là kết quả của những lựa chọn của bạn. Thế nên, nếu đã muốn từ bỏ thì đừng cố gắng than vãn vì sao mình không được như người ta. Khi đối mặt với khó khăn thì có người lựa chọn phấn chấn tinh thần, không ngừng theo đuổi, dù có khổ có mệt đến đâu cũng không được từ bỏ. Tuy nhiên, có ít người thích hưởng thụ, cứ thấy khó khăn thử thách là từ bỏ, rồi tự nghĩ mình như thế là đủ rồi. Hãy nhớ, có những thứ hôm nay bạn trốn chạy thì tương lai cũng sẽ quay lại tìm bạn mà thôi. Bạn hãy học cách đối mặt với nó, rồi bạn sẽ có những thành quả nhất định. Bạn cần chủ động thì cuộc đời mới tươi sáng được. Anh ta chẳng qua là do ăn may thôi. Chẳng có ai tự nhiên mà thành công cả. Bạn cho rằng người ta ăn may, nhưng điều bạn không biết đó là người ta vì kết quả của hiện tại đã phải thức bao nhiêu đêm, chịu áp lực nhiều như nào. Có nhiều người đàn ông vô cùng sĩ diện, chẳng cho phép người khác sống tốt hơn mình, nên khi thấy ai phất lên thì lại đố kỵ, cho rằng họ may mắn. Mùi vị của cái nghèo nàn chẳng dễ chịu, nhưng đáng sợ hơn chính là tâm thái cũng nghèo, từ bỏ bản thân trong tâm lý, không thấy được khả năng trong cuộc sống. Từ 30 tới 47, khi bạn cảm thấy mình không đứng vững nổi nữa, hãy đọc một lần. Kính thưa quý vị, thỉnh thoảng nghĩ nếu để người sống như một trò chơi điện tử, chơi thua rồi có thể bắt đầu lại, vậy thì cuộc sống sẽ ra sao? Câu thứ nhất, con người đều là ép mà ra. Mỗi một người đều mang trong mình rất nhiều tiềm năng, sinh ra trong sự hân hoan vui vẻ, chết trong sự ưu phiền mệt mỏi. Vì vậy, khi phải đối mặt với áp lực, đừng quá lo lắng. Đó có lẽ chỉ là một bài kiểm tra nhỏ mà cuộc sống dành cho bạn. Tin vào chính mình, mọi việc rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. Hảo hán khi bị ép tới đường cùng vẫn có thể lên lương sơn, thời thế tạo anh hùng. Khi bị ép nghèo tới cùng cực rồi, tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách để làm giàu. Có áp lực mới có động lực, chỉ cần trong lòng có hy vọng, tự dưng sẽ có hạnh phúc. Câu thứ hai, nếu bạn đơn giản, thế giới cũng sẽ đối xử với bạn đơn giản. Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc. Con người phải biết thỏa mãn, khoan dung độ lượng. Đừng chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng phức tạp hóa. Khi mà áp lực đè nén quá nhiều, tự nhiên sẽ than thân trách phận. Hãy khởi động lại bản thân một cách định kỳ và xóa bỏ tất cả những sự việc và con người khiến bạn không vui ra khỏi bộ não của mình. Câu thứ ba, đời người không có diễn tập, mỗi một ngày đều là đang truyền hình trực tiếp. Thỉnh thoảng nghĩ nếu đời người giống như một trò chơi điện tử, chơi thua rồi có thể bắt đầu lại, vậy thì cuộc sống sẽ ra sao?
Chính vì thời gian luôn một đi không trở lại, mỗi ngày trôi qua đều không thể lấy lại. Vì vậy, hãy trân trọng mỗi ngày của bạn, hiếu kính với ba mẹ, yêu thương con cái, trân trọng bạn đời, đối xử tốt với bạn bè. Câu thứ tư, tài mà không có đức giống như mang thai vậy, lâu dần rồi người khác sẽ nhìn ra hết. Con người luôn xem mình là nhất, rời ra khỏi địa cầu thì ai chẳng quay vòng vòng. Tự cổ chí kim, người cậy có tài nhưng khinh người, xuồng dã đều không có được kết cục tốt đẹp. Vì vậy, dù có tài giỏi ra sao, cũng luôn phải khiêm tốn, làm tốt việc của mình. Là vàng thật thì tự xưng sẽ phát sáng thôi. Câu thứ năm, ngày xưa tri kỷ ngàn ly hãy thiếu, ngày nay ngàn ly thiếu tri kỷ. Tửu lượng không khá, không thể lĩnh hội được hết cái đẹp của rượu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của tri kỷ. Đời người sống mà không có bạn bè, quả thực rất cô đơn, không hoàn chỉnh. Nhưng cuộc sống ngày càng bận rộn, liên lạc mất dần, tình bạn theo đó cũng nhạt dần. Vì vậy, dành ra một chút thời gian liên lạc, nói chuyện với bạn bè để tình bạn mãi mãi được bền lâu. Khi bạn bè gặp khó khăn, nhất định hãy có mặt. Dù không giúp được gì thì hãy an ủi, vẫn là sự ủng hộ lớn nhất. Câu thứ 6, đời người nếu đi nhầm phương hướng, dừng lại chính là tiến bộ. Con người luôn rất khó sửa được khuyết điểm của bản thân. Con người cũng rất khó phát hiện ra lỗi lầm của mình. Đôi khi rõ ràng biết mình sai nhưng không muốn chấp nhận. Đã sai một lần, nhất định sẽ có lần tiếp theo. Vì vậy nhất định phải nhìn nhận, nắm bắt phương hướng một cách đúng đắn, kiên trì nguyên tắc của bản thân. Thế gian này tồn tại rất nhiều cám dỗ. Ông trời vĩnh viễn không bao giờ ném một chiếc bánh ngon ngọt xuống đầu ai. Đừng vì một phút vui vẻ mà phải trả một cái giá đắt sau này. Nếu phát hiện ra mình sai, nhất định phải dừng bước. Câu thứ 7, hai bi kịch lớn nhất của đời người, cực đoan và cầu toàn. Con người hiện đại dường như vô cùng mềm yếu. Trên báo ngày nào cũng xuất hiện người này mắc trầm cảm. Những người này chắc chắn là đi từ cực đoan này tới một cực đoan khác. Vì quá cầu toàn, luôn tin rằng mình phải hoàn hảo, không gì là không thể. Cuối cùng, chỉ cần nhận phải một chút đả kích thôi là ngay lập tức sẽ trở nên tự ti, gục ngã, thậm chí mất đi dũng khí tiếp tục sống. Cuộc sống này vô cùng tươi đẹp, sau cơn mưa trở lại sáng. Hãy tìm cho mình một định vị đúng đắn nhất và hưởng thụ những điều thú vị của cuộc sống này. Câu thứ 8, đời người và chuyện tình cảm giống nhau, bỏ lỡ tình yêu là đang bỏ lỡ cuộc đời. Tình yêu là gì? Là thứ tình cảm tích cực khiến con người ta chìm đắm, cho ta dũng khí để biến mọi điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Vì vậy, khi đối mặt với người mình yêu, hãy dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Gặp được bông hoa đẹp vừa ý mình, ngay lập tức hãy hái xuống, để qua đêm chưa biết chừng lại đã bị người khác hái đi mất. Đời người chính là sinh lão bệnh tử, bạn sống thế nào thì cũng là một đời. Bỏ lỡ tình yêu chính là bỏ lỡ đi phần tươi đẹp và đặc sắc nhất của cuộc đời đó. Câu thứ 9, muốn thành công cần bạn bè, muốn thành công thật vang dội cần đối thủ. Có cạnh tranh mới có phát triển, bởi vì có sự tồn tại của kẻ địch. Vì có một trái tim không phục mới có nỗ lực đi làm tốt việc của mình. Vì vậy, đôi khi sức mạnh của đối thủ lớn hơn bạn bè rất nhiều. Thiên hạ không có kẻ địch mãi mãi, chỉ có bạn bè vĩnh cửu. Đôi khi kẻ địch cũng có thể trở thành bạn bè.